Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì Ngọc có một buổi chụp hình cùng với lại nhãn hàng Uni và makeup nổi tiếng nhất Sài Gòn, chị Quân Lê ở đây. Mọi người có thể thấy thì bạn là một cô vô cùng nổi tiếng và đắt xô nhất Sài Gòn này, nên thật ra là cái thời gian mà người ta đã nói rồi là đắt xô thì chắc là không có thời gian dành cho bản thân. Hay như mọi người thấy thì đây là cái đầu một tuần là chưa gọi được đó. 3 ngày tôi có không hề bớt nhà đâu, rất là ghê. Thì đã có một số tín đồ mới là người mẫu khi make up xong thì có một số thành phần là đã chết, còn một số thì cố gắng qua nhưng vẫn ngóc nghe ngóc ngỡ và sợ hãi lắm, nên ngày hôm nay Ngọc cố gắng là chịu đựng để vượt qua để mà kiếm tiền. Thì mọi người có thể thấy là người ta giàu có nhưng mà đôi khi là người ta không có thể biết chăm sóc cho bản thân mình và làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thì các bạn nhỏ hơi mình không có trả tiền chú như vậy nha, đó đến lúc bị cũng sớm không có dám mở mặt ra cho mọi người coi luôn. Còn đồ make up thì được giữ rất kỹ, cho dù là có một người nào đó chôm đồ của bạn rồi, bạn vẫn cố gắng sẽ chôm một lần nữa. Chôm cái ruột. Mình chôm theo đừng có đổ thừa để người khác kỹ thuật của chị quá kém. Chôm cái ruột lại. Chôm cái ruột thôi để lại cái vỏ. Tức giận. Biết âm mưu của em. Làm gì mà em phải che mặt với mọi người vậy à? Giả thấy. Chưa đánh răng luôn. Đi ra. Chị ra. Gớm thật là gớm. Đó, hàm râu. Hàm râu được đen dơ, nói chung là này đây. À, khi make up thì cái cái đầu gối của mình chưa được là cao. Để không có thực sự ảnh hưởng đến đầu gối, tâm lý cái đầu gối của chị như vậy. Giờ bị tổn thương đúng không? Chị phải đi phải đi chữa. Nhưng mà em đừng bao giờ mà nhúng như vậy. Em không có quay. Bạn sẽ tiến lại gần và nhúng. Tôi chỉ kẹp vô một cái thôi. Vì tôi nghĩ là không. Kẹp cho nó có vị trí nó tiếp cận. Chị đừng có như vậy. Chị bây giờ chị bị ám ảnh như vậy, chị về chị không ngủ được. Dương đây. Chị ước là tôi cũng đi. Thôi rẻ lè đi. Khi hôm nay thì mình chụp 5 bộ thôi, nhưng mà make up hết 3 tiếng